Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Cây Thuốc Việt được phát sóng trên kênh 1 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Huệ là một loài cây to, cao từ 5 đến 6 mét, lá kép, mọc so le, mỗi cành lá có từ 7 đến 17 lá chét, hoa mọc thành bông, cánh bướm màu vàng trắng. Quả là một giáp đài hơi cong, giữa các hạt quả hơi thắt lại. Cây huệ thường ra hoa từ tháng 7 đến tháng 9. Cây huệ mọc hoang nhưng cũng được trồng khắp nơi trên đất nước ta. Trước đây người ta dùng để uống nước cho mát và dùng để nhuộm màu vàng. Cây huệ được trồng bằng hạt và dâm cành, sau 3 đến 4 năm bắt đầu thu hoạch. Cây sống lâu năm, càng về sau càng cho thu hoạch cao. Hoa huệ và quả huệ đều là những vị thuốc thanh nhiệt và chỉ huyết đã được sử dụng lâu đời trong đông y. Trong sách thuốc, nụ huệ được gọi là huệ mễ, hoa mới nở được gọi là huệ hoa, quả huệ được gọi là huệ giác. Về mặt lịch sử, quả huệ được sử dụng làm thuốc sớm hơn hoa huệ. Tác dụng chữa bệnh của huệ giác được ghi sớm nhất trong sách Thần Nông Bản Thảo Kinh, bộ sách đầu tiên về đông y học.